những bạn trẻ còn ngại ngùng rụt rè. Sau 7 ngày, được các tình nguyện viên hỗ trợ, đã bắt đầu mạnh dạn, tự tin hơn trước đám đông. Ở nhà chẳng có ai chơi với con, nhưng ở đây thì có nhiều bạn chơi với con nên vui. Bạn là giống như thập tử nhất sinh đấy con ạ. Các con thấy không? Thấy cái sự hy sinh của mẹ không? Được nghe những lời sư phụ giảng về hiếu đạo, giờ đây nhiều bạn đã mạnh dạn nói ra tiếng lòng yêu thương với đấng sinh thành, nhìn thấy trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Cứu lấy con tôi, nhanh cứu lấy con tôi. Khi về nhà em chắc chắn em sẽ nói lời yêu thương bố mẹ, gửi lời xin lỗi chân thành đến bố mẹ em để mà tỏ lòng hiếu thảo. Các bạn được sinh hoạt trong môi trường đầy ắp tình yêu thương, được thực hành tính tự lập, thể hiện bản thân, sinh hoạt tập thể, tham gia các cuộc thi từ sáng sớm đến đêm muộn. Bố mẹ ơi, ở đây vui lắm. Và cùng nhau ca hát. Đây là ngôi chùa đầu tiên ở khu vực phía Bắc tổ chức khóa tu mùa hè cho các em học sinh sinh viên, với số lượng lên tới hàng chục nghìn khóa sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Các em tham gia chương trình này không chỉ được nhà chùa Đài Thọ cho ăn ở sinh hoạt miễn phí, mà còn được tham gia rất nhiều chương trình bổ ích. Có những lúc em không nghe lời cha mẹ thì hoặc là ngại giao tiếp, thì bây giờ thì em đã thay đổi, em đã chủ động gặp gỡ giao lưu các bạn với các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Em cảm thấy mình khá lưu luyến các bạn, mình không thật sự là chưa muốn rời đi sớm như thế. Nên là em muốn nhắn gửi các bạn là nếu mà chúng ta đã có duyên được hội ngộ trong ngôi nhà lưới Ba Vàng thì chúng ta hãy yêu thương nhau, hãy đoàn kết với nhau. Từ những khóa tu đầu tiên chỉ có vài chục khóa sinh tham gia, đến mùa hè năm 2023, sau 15 năm tổ chức, số lượng đăng ký đã lên tới con số hơn 20.000 em. Vì số lượng người tham gia rất đông, nên nhà chùa đã chia thành 4 khóa tu với nhiều chủ đề khác nhau cho phù hợp với lứa tuổi. Ngày đầu tiên đến chùa, những bạn trẻ này đã được các anh chị tình nguyện viên làm quen và giao lưu rất sôi nổi. Thì khóa tu mùa hè là một hoạt động thường niên giúp cho các bạn hòa đồng hơn, giúp cho các bạn học được những điều bổ ích trong cuộc sống và giúp các bạn có thể kết được thêm rất nhiều bạn mới. Các bạn biết chủ đề của khóa tu mùa hè năm nay là gì không ạ? Thế gian bốn phương. Rồi, rất tốt. 6.000 khóa sinh tham gia khóa tu đã được nhà chùa chia làm 24 lớp học với những cái tên rất nhẹ nhàng, an nhiên như tùng bách xanh, mai anh đào, bằng lăng tím, hoa sa la, sen đá, v.v. Mỗi lớp học có khoảng 300 bạn khóa sinh, được sự hướng dẫn dìu dắt của 10 tình nguyện viên là những sinh viên của các trường đại học trên cả nước. Và tất nhiên, họ đều là các khóa sinh của những năm trước. Đến mùa hè năm nay, họ lại trở về chùa xin làm tình nguyện viên để làm công tác thiện nguyện. Các bạn đều phải thức dậy từ 5 giờ sáng để thể dục, tham gia đầy đủ các thầy khóa. Đến 10 rưỡi tối các bạn mới xong tất cả các chương trình của trong một ngày, sau đó đi ngủ. Thì lúc đó chúng em mới họp bàn để chuẩn bị cho chương trình của ngày hôm sau. Bản thân em và các tình nguyện viên khác cũng rất là vui. Vui bởi vì thấy rằng là có những bạn những ngày đầu khóc rồi nhớ bố nhớ mẹ. Nhưng mà đến ngày cuối cùng thì rồi các bạn cũng rất là vui vẻ hòa đồng. Có những bạn cũng khóc nhưng mà khóc không phải là vì bố nhớ cha mẹ nữa, mà các bạn khóc bởi vì nhớ các anh chị tình nguyện viên. Tình nguyện viên không đơn thuần chỉ là những người đồng hành, quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn khóa sinh từ lúc sáng sớm đến đêm muộn, mà còn là người truyền cho các em ngọn lửa nhiệt huyết, yêu thương của tuổi trẻ. 6 năm gắn bó với công việc tình nguyện viên, dìu dắt hàng nghìn khóa sinh trưởng thành từ các lớp học của khóa tu mùa hè, chị Kiều Mai cho rằng trách nhiệm chính của tình nguyện viên là phải có phương pháp uyển chuyển để đưa kiến thức từ các lớp học đến với các em khóa sinh sao cho hiệu quả nhất. Là một người hướng dẫn các bạn thì mình thực sự phải là những người trưởng thành mới có thể hướng dẫn được các bạn, mới có thể định hướng và làm gương cho các bạn. Và qua những cái hoạt động của khóa tu, chương trình giảng pháp của sư phụ cũng như những chương trình chia sẻ của cô chủ nhiệm thì chúng em nhận ra và hướng về nội tâm của mình để nhận ra những cái sai sót, những cái thiếu sót của mình để ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn. Hoạt động ý nghĩa của khóa tu ví dụ như là nhảy dân vũ cho các bạn, cùng nhảy dân vũ, cùng vẽ slogan, rồi dựng video TikTok, và đặc biệt là cái chương trình thời trang tái chế hướng về cội nguồn diễn ra tại chùa tối ngày hôm qua, thì nó là một trong những cái hành trình mà không chỉ đối với các bạn trẻ và đối với những tình nguyện viên như chúng em đều cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Cuộc thi trình diễn thời trang bảo vệ môi trường, thời trang tái chế hướng về cội nguồn là một hoạt động vô cùng mới lạ và
và có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình 7 ngày của khóa tu mùa hè lần 2 năm 2023. Tinh xảo tỉ mỉ đến từng chi tiết, hoa văn độc đáo, kiểu dáng đa dạng từ những nét vẽ trên nền bao tải. Các bạn khóa sinh đã cùng nhau thảo luận ý tưởng để thiết kế những bộ trang phục truyền thống mang đậm bản sắc của dân tộc, như những bộ trang phục thời Trần, áo tu thân, áo dài và váy dạ hội độc lạ và bắt mắt. Chúng em muốn truyền tải một thông điệp, xây dựng một cuộc sống mà không bao bì ni lông, không rác thải công nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, uống nước nhớ nguồn, mang những di sản văn hóa Việt Nam vươn cao tầm thế giới. Khó có thể nhận ra, đây là những bộ trang phục được làm từ bao tải dứa, vỏ lon nhựa, bìa các tông. Càng không thể nghĩ những bộ trang phục tái chế này lại làm nên từ đôi bàn tay của những nhà thiết kế không chuyên là các em học sinh cấp 3. Sau 5 ngày miệt mài vẽ, cắt dán và khâu bằng tay, 54 bộ trang phục, biểu tượng của 54 dân tộc Việt Nam đã được các bạn hoàn thành một cách xuất sắc. Cảm giác như là yêu môn lịch sử hơn ạ, yêu cái truyền thống đất nước ta hơn ạ. Không chỉ vậy là khi mà làm những cái đồ tái chế thì mình sẽ nhắc nhở tới trẻ là cần bảo vệ môi trường. Thế hệ trẻ ngày nay thì cần phải tìm hiểu về lịch sử của chính nước mình, hiểu rõ và thể hiện lòng biết ơn ông cha ta đã có công dựng nước, từ đó mà noi gương theo và phát triển bản thân mình, phát triển đất nước. Hôm nay chúng ta gặp là một diễn giả tham gia giảng dạy tại khóa tu mùa hè, giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang đã chia sẻ với các khóa sinh về chủ đề lịch sử văn hóa, cội nguồn sức mạnh dân tộc Việt Nam. Buổi chia sẻ không chỉ giúp các em khóa sinh tìm hiểu thêm về lịch sử nước ta, mà còn thấy biết ơn, trân trọng những giá trị mà ông cha ta đã để lại cho con cháu hôm nay. Với sức trẻ, trong cuộc sống nó có rất nhiều thứ không thể dạy trong sách giáo khoa, không thể dạy ở nhà trường được. Nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, truyền thống văn hóa, cũng như là những cái quan hệ xã hội, những kỹ năng sống vân vân ấy. Và tôi nghĩ rằng đấy không phải chỉ là thành công trong cái buổi thuyết giảng của tôi đâu, mà có lẽ các em đã được trau dồi, đã được dạy bảo, đã được huấn luyện bởi cả một cái lớp khóa tu. Và với ý nghĩa đây tôi nghĩ rằng là rất là thành công. Tại đây, các khóa sinh còn được giao lưu gặp gỡ với chàng trai siêu trí tuệ Hà Việt Hoàng, người được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2019 trên các lĩnh vực. Tại khóa tu, có rất nhiều em năm sau sẽ bước vào kỳ thi đại học. Thế nên, buổi giao lưu với siêu trí tuệ Hà Việt Hoàng là cơ hội để các em có thể trao đổi về kinh nghiệm học tập rất thiết thực và ý nghĩa. Khi mà các bạn đi đến cuối của một chặng đường rồi ấy, các bạn không thể rẽ đi đâu được cả. Mà nếu bây giờ mà các bạn còn không tăng tốc nữa thì đến lúc nào các bạn mới tăng tốc? Vì khi các bạn tôn trọng cái ước mơ và cái dự định của mình thì các bạn mới thực sự tôn trọng chính bản thân mình. Và khi mà các bạn tôn trọng bản thân mình ấy, các bạn mới biết là mình may mắn hơn những người khác. Hà Việt Hoàng lại là một trong những người có ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ để có thể truyền cho các em cảm hứng, động lực cố gắng phấn đấu trong học tập và rèn luyện hơn nữa trong tương lai. Chia sẻ của anh Hà Việt Hoàng rất là bổ ích và ý nghĩa đối với công việc học tập của em. Nó giúp em trở nên có kỷ cương hơn đối với việc học tập và xây dựng mục đích của mình. Nó giúp em không bị sao nhãng bởi những cám dỗ và khiến cho mình xây dựng được cái mục đích chính đáng trong cái việc học tập. Với 7 ngày ăn ở sinh hoạt tại chùa, có lẽ là khoảng thời gian vừa đủ để các bạn trẻ tham gia khóa tu này rèn luyện lối sống kỷ luật, mang đến những trải nghiệm đặc biệt ý nghĩa, giúp các bạn tự lập, tự tin và làm chủ cuộc đời. Nhắc lại lời của Bác Hồ đấy, các con chính là tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam ta có trở nên tươi đẹp này, có tiến đến đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu hay không thì chính là nhờ phần lớn là công học tập của chính các con. Mong rằng các con chúng ta hãy nhớ những bài học của sư phụ dạy cho mình này, rồi tất cả tình yêu thương con được nhận để chúng ta cùng lan tỏa giá trị đó. Các bạn, mà anh nào nhất trí không ạ? Nhất trí không? Những việc làm của chùa đều hướng đến xây dựng mục tiêu cao đẹp là chung tay cùng cả xã hội, các cấp chính quyền chăm lo cho tuổi trẻ,
để thế hệ tương lai của đất nước được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Rất nhiều cháu không những đến khóa tu là được rèn luyện về mặt kỹ năng sống, mà các cháu còn học được rất nhiều điều, những bài học bổ ích về đạo đức, về hiếu thuận, về những cái ân nghĩa, để các cháu sống ở trên đời là cái người có ích. Mình gọi là rèn luyện cả tài cả đức nữa. Đất nước chúng ta, xã hội chúng ta trở thành một xã hội học tập, rèn luyện, và con em chúng ta tuổi trẻ được học tập, được rèn luyện để trở thành cái người tài năng và có đạo đức, thì đấy là một điều rất là tốt. Đấy cũng là nguyên khí hiện tại của đất nước trong tương lai. Hành trình xây dựng tri thức cho thế hệ trẻ là một con đường rất dài và xa. Nhưng ở đây, chỉ 7 ngày thôi, khóa tu mùa hè kết bạn bốn phương đã làm nên những điều kỳ diệu. Hành trang vào đời của các con được thể hiện từ đạo hiếu, từ sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn, từ sự thấu cảm và lòng biết ơn sự giáo dưỡng của đấng sinh thành. Còn cha mẹ trên đời, các con hãy trân quý những cái giây phút được gần bên cha mẹ mình. Các con hãy ngoan ngoãn hiếu thảo với cha mẹ. Khi còn cơ hội, các con hãy nắm giữ cơ hội này. 7 ngày trải nghiệm với những món quà hạnh phúc ngập tràn tình yêu của người trao và người nhận. Và những bài học khi con khôn lớn chính là những món quà quý giá nhất đối với những người làm cha làm mẹ. Có rất là nhiều những cái hoạt động ở bên ngoài mà nó cũng có tác động tiêu cực đến các con, lên những cái khóa như thế này thì mình cảm thấy là thực sự là rất là bổ ích cho bọn trẻ và định hướng cho các con trong cuộc sống. Với hàng chục nghìn bạn trẻ là học sinh và sinh viên đại học tham gia các khóa tu mùa hè, những thời khắc bên nhau là những kỷ niệm đáng nhớ không thể nào quên.